Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với Thanh Vương Phát. Còn mình là Huyền Trang đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu xe dành cho học sinh sinh viên chưa có bằng lái, mình có thể tham gia lưu thông trên đường ha. Bây giờ mọi người cùng đi tham khảo một dòng xe với mình nào. Và bên cạnh mình đây chính là một dòng xe cúp 50 phân khối ha, được trang bị một cặp đèn LED chiếu sáng, giúp anh chị chiếu sáng khắp mọi nẻo đường này. Và đây là mặt đồng hồ LCD giúp hiển thị đầy đủ thông số cho mình ha. Và bên mình với dòng xe cúp này có rất nhiều phiên bản cho mình lựa chọn ha. Có nhiều phiên bản từ 14 cho đến 18 triệu thôi ạ. Khi mình mua trả góp với dòng xe này thì mình chỉ cần căn cước công dân, chứng minh bằng lái hoặc là hộ khẩu gì đấy. Nói chung chỉ cần một giấy tờ là được. Mình chỉ cần trả trước cho em từ tầm 500 đến 1 triệu thôi. Hoặc là không cần trả trước thì mình có thể lấy xe mang về ha. Và ngoài dòng xe cúp này thì bên em đây là màu sơn mà bên em đã lên sơn 3D cho mình rồi. À và đây, đứng trước mọi người đây chính là một dòng xe cúp ha. Được bên em sơn lại màu rất là dễ thương. Và được thiết kế là một yên cho người ngồi và một yên cho người lái này. Và ngoài ra thì ở đầu xe là còn một trang bị, là cái này là mình có thể là trang bị một giỏ đựng đồ để chúng ta đựng những vật dụng cá nhân cho mình á. Và với dòng xe này thì được trang bị là bánh căm và bánh mâm ha, cho mình lựa chọn nè. Như mọi người đã thấy đây đó là dòng xe bánh căm ha. Cái này là xe rất là nhiều căm nè. Như thế là xe bình thường thì nó chỉ có là một vài căm thôi. Còn đây là đa dạng căm, là nhìn con xe nó sẽ cứng cáp hơn. Ngoài màu sơn này thì bên em có đa dạng màu sắc, mẫu mã cho anh chị lựa chọn ha. Có màu đỏ nè, màu trắng sữa, màu xám, có màu vàng nữa. Nói chung là màu này nếu mà mình không thích những màu nguyên bản từ nhà máy thì mình có thể đặt bên em sơn lại màu sơn 3D cho mình. Và đặc biệt hơn là với dòng xe này thì được trang bị động cơ là 50 phân khối. Mình không có bằng lái thì mình có thể tham gia giao thông được ha. Phù hợp với học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho mình đi học nè. Có thể là học sinh, sinh viên cũng có thể đi học được với dòng xe này ha. Và nếu mà mọi người không thích dòng xe cúp này thì mình có thể tham khảo qua dòng xe Dream bên em ạ. Với dòng xe Dream này thì chỉ có giá là từ 17 triệu thôi. Dòng xe Dream này thì bên em cũng đa dạng mẫu mã xe và màu sắc cho mình lựa chọn. Như bên em đây trưng đây là đã có màu xám này và màu đỏ. Thì với dòng xe này thì nó thiết kế là nó sẽ cứng cáp góc cạnh hơn so với dòng xe cúp. Cái này thì nó giá xe thì nó cũng chỉ ngang ngang với con xe cúp thôi, thì nó cũng chỉ dao động từ tầm 17 triệu trở lên thôi ạ. Với dòng xe này thì anh chị cũng chỉ cần là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì mình có thể mua được xe. Mình chỉ cần trả trước cho cửa hàng tầm 500 đến 1 triệu là mình có thể lấy xe về rồi ạ. Ngoài dòng xe cúp với xe Dream ra, bên Trang đang còn một dòng xe Visa nha. Đối với dòng xe này thì đa số là các bạn nam lựa chọn để đi học á. Dòng xe này thì cũng được trang bị động cơ là 50 phân khối thôi, chứ cũng không phải là 110 phân khối ha. Với kiểu dáng là thiết kế là góc cạnh nè. Với dòng xe này thì mình chỉ cần trả trước cho bên Trang tầm từ 500 đến 1 triệu thôi ạ. Thì khi mình có mua xe bên Trang thì Trang sẽ hỗ trợ cho mình là combo quà tặng trị giá 1.500.000 đồng. Và ngoài ra thì mình có liên hệ trước vào số hotline cá nhân của Trang, thì Trang sẽ hỗ trợ cho anh chị vài trăm ngàn tiền xăng xe đi lại ha. Mọi người muốn mua xe thì hãy liên hệ qua số Zalo của Trang là 0359245349 để được Trang tư vấn và hỗ trợ chỉ đường cho mình đến Thanh Vương Phát ha. Mọi người cần tham khảo và tư vấn dòng xe nào thì mọi người hãy comment bên dưới nha, để Trang có thể ra video và hỗ trợ báo giá cho mình cụ thể ạ. Và bây giờ xin chào mọi người. Được chưa?